Vâng, hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay lại trở lại với kênh YouTube ô tô Quang Trung chuyên bán và sửa chữa. Anh em Trung cũng vừa mới về tới nhà luôn nha anh chị. Con Toyota Innova Full G, giá phải nói cực kỳ hấp dẫn cho anh chị, rất là yêu thương, chỉ với 190 triệu đời 2009 nha anh chị. Đó thì thằng em nó cũng vừa mới đi về xong. Thì hôm nay, ngày hôm nay thì về tới đâu và tất cả những cái trên xe này có cái gì thì em sẽ chia sẻ hết mọi vấn đề trên xe này, nên cũng em Trung chỉ quay một khúc video ngắn thôi, chứ không cần phải dài dòng và lòng vòng chi cho nó mệt người. Thì em nó đã được mang màu áo màu bạc nha anh chị. Innova Full G 7 chỗ, giá chỉ với 190 triệu thì anh chị thử nghĩ coi, rất là rẻ đúng không anh chị? Quá rẻ là đằng khác. Thì em nó đã được mang áo màu bạc. Xe này em Trung vừa về nhé, tài xế vừa về luôn. Nên anh chị quan tâm mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962 494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Yên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nhé, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng em Trung theo thời gian và năm tháng. Phải nói là quá rẻ cho một chiếc xe Toyota Innova 7 chỗ ngồi. Để anh chị thử nghĩ, em anh chị thấy không, nước sơn màu bạc rất là bóng và đẹp. Xe này vừa chạy về tới nhà luôn nha anh chị. Đó, nhìn phê không anh chị? Giá phải hấp dẫn, quá hấp dẫn luôn đúng không? Anh chị nào cần ký giấy rút hồ sơ, em Trung là tất cả cái là bao hồ sơ hết tất cả cái cho anh chị nhá. Ủy quyền cũng được, mua bán cũng được. Nên mọi cái vấn đề đó thì anh chị không cần phải suy nghĩ. Đó, em đã màu áo rất là đẹp. Đó, anh chị mua về chỉ việc chạy để kiếm tiền thôi, đi chơi, đi vườn, đi rẫy, che nắng, che mưa. Đó, rất là hấp dẫn, giá cực kỳ yêu thương. Biển số 47 nha anh chị, 27063. Đây, form mới cho anh chị, nhìn rất là hầm hố. Cụm đèn đằng trước thì em nó mờ nha anh chị. Cái đèn này nó mờ rồi, lột cái này ra chỉ quấn bát cái là nó sáng lại thôi. Rồi, mặt lạ ga năng thì tất cả cái nhìn trên chiếc xe thì cũng rất là đều đúng không anh chị? Cặp đèn pha trước thì nó mờ theo thời gian và năm tháng. Đèn cản thì rất là sáng anh chị. Xe này không cấn đụng không lỗi nha anh chị, không cấn đụng không lỗi nhá. Đó, không cấn đụng không lỗi. Này, mâm của em nó anh chị thấy không? Bộ mâm cũng rất là đẹp. Cầm bệ của em nó này. À, rất là ok. Vỏ lớp trước thì còn được 70%, gai rất là dày. Anh chị về thì chạy luôn thôi, không cần phải làm thứ gì. Nhưng cái xe này bản chất của em nó là có dịch vụ nha anh chị. Có dịch vụ nội thất này anh chị thấy không? Dịch vụ nhưng mà đẹp, phê chưa? Như cậu với mợ luôn. Đấy, dịch vụ nhưng đẹp. 190 triệu nha anh chị, tiền nào thì của đó. Nên anh chị không phải suy nghĩ, tiền nào của đó. Anh chị mua, em Trung tặng cái màn hình này. Em Trung tặng cho anh chị cái màn hình này nhá. Màn hình này thì bỏ đi, phế liệu nó cũng chán, nó cũng chẳng thể mua đâu. Em Trung tặng cho cái màn hình to cho bá luôn. Phê không? Phê không? Nội thất rất là đẹp. Khung sườn thì không phải là không có cái gọi là đâm va nhá, thao xô đẩy nhá anh chị. Tem mạc. Cái ron này cũng gắt. Anh chị thích thì thay cái ron này mấy trăm ngàn. Táp bi này, bốn cánh, keo chỉ. Đại loại xe này dịch vụ thì nó mới rẻ đó, chứ còn xe gia đình thì nó khác cho anh chị. Nên là anh chị đừng suy nghĩ là suy bì để mà tìm một cái xe này. Anh chị thử nghĩ coi, 190 triệu, em nói anh chị là bây giờ nhanh tay thì còn, mà lẹ tay gọi là mất, chứ không còn còn đâu anh chị, đúng không? Dịch vụ này anh chị, đây chia sẻ hết cho anh chị luôn. Dịch vụ nhá, có cái lỗ hay sướng không? Em Trung chia sẻ hết tất cả cái cho anh chị luôn. Mâm của em nó mâm đúc nha anh chị, thì nói chung là cái nước sơn của em nó thử rất là đẹp, vừa về luôn. Em Trung chia sẻ hết cho anh chị, không đâm đụng nha anh chị nhá. Có camera che này. Đấy, logo thương hiệu của Toyota. Xe dịch vụ thì nó mới rẻ, chứ còn xe gia đình thì nó hơi tê. Keo chỉ cấp tất cả cái khung sườn, anh chị thấy không? Đây, từ đinh bấm này ra phải có
190 triệu thì anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra một chiếc xe Toyota Innova 7 chỗ ngồi như thế này, đúng không? Che mưa che nắng. Tắp bì sau cũng rất là ok luôn anh chị. Rất đẹp. Anh chị nhân tay thì còn, chặn chân là mất. Đó. Khoe không anh chị? Giá phải quá hấp dẫn đúng không? Đây, vỏ sau của em nó thì bốn cái vỏ đều như nhau luôn nha anh chị. Hôm sau này còn được 70-80%. Đấy, bốn cái vỏ đều như nhau. Nội thất sạch sẽ. Em nó được mang màu áo màu bạc, kính bấm tất cả cái một thứ. Đấy, nhìn cái phê không anh chị? Rất là đẹp đúng không? Đây. Phải không? Quá đẹp cho một chiếc xe đúng không anh chị? Toyota Innova Full G. Giá chỉ có 190 triệu thôi. Vừa về tới nhà em Trung lên sóng video trực tiếp, truyền hình trực tiếp cho anh chị. Anh chị cần ký ủy quyền mua bán tất cả một cái, mọi chức năng đều ok hết nhá. Nên là xe này em Trung cũng phải quay nhiều. Tất cả cái xe này để anh Trung, em Trung vừa về luôn. Anh chị nào mua em Trung tặng cho cái màn hình, rất là ok. Nên không cần phải suy nghĩ, em Trung sẽ quay nốt cái phần đầm, phần đầu và nổ máy cho anh chị xem. Quê lắm. Phải nói là so với cái giá tiền chỉ với 190 triệu thì anh chị thử nghĩ tìm đâu ra một chiếc xe Toyota Innova này. Anh chị thấy không? Củ số này, bao da này, củ số này đẹp. Thằng này thì nó đều xe, đẹp mà đẹp từng chi tiết. Đó. Dịch vụ như thế này là đẹp lắm rồi anh chị. Đó. Đồng hồ, tô máy, tất cả mọi cái mọi thứ đều ok chưa? Đấy. Cái này nổ máy thì em nói là nổ êm như chó thở. Đấy, anh chị thấy không? Khung sườn này, tất cả các lỗ này anh chị thấy chưa? Tin chưa? Đấy. Chưa có này. Hai bên sóng cân, hai bên sườn chưa có một dấu hiệu đâm va nhá anh chị. À, trong này đang còn bụi này, mạng gọi là mang nhện bám thôi nhá. Đấy. Máy này. Rất đúng anh chị. Nổ thì thơm không? Quá êm đúng không? Đấy. Vừa về luôn. Lặn léo thì gọi là hút sâu tới đỉnh cơ. Nên mọi vấn đề đó thì anh chị không phải suy nghĩ. Xe mà đã bị này kia rồi thì tem mạc này không còn đâu nha anh chị. Giờ giấy thôi. Anh chị mua về sẵn đi, không phải làm bất cứ thứ gì trên xe nữa rồi. Em Trung tặng cho anh chị cái màn hình camera xe có sẵn trên màn hình rồi. Đó. Nên bạn nào quan tâm cứ alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962 494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Yên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha, để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng em Trung theo thời gian và năm tháng. Thì cuối video em Trung cũng chúc anh chị một buổi chiều, một ngày, buổi tối thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.